Tại tỉnh Đắk Nông, thống kê 8 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông liên quan đến người trong lứa tuổi học sinh, làm 7 em chết, trong đó có 4 em học sinh, làm 10 em bị thương, trong đó có 5 em học sinh. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông liên quan đến học sinh chủ yếu là do các em thiếu quan sát, đi không đúng phần đường, chuyển hướng không đúng quy định, không nhường đường cho người đi bộ, vượt sai quy định, không giữ khoảng cách an toàn. Đơn cử vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra tại khu vực đường Tôn Đức Thắng phường Nghĩa Tân, thành phố Sa Nghĩa, em BVGH, học sinh lớp 8, điều khiển xe mô tô trên 50 phần khối, chạy với tốc độ cao, đã va chạm với bà NTN, sinh năm 1973 ở phường Nghĩa Thành, thành phố Sa Nghĩa, đang đi bộ sang đường. Cú va chạm khiến bà N và em H cùng bị thương, cả hai được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Một ngày sau, bà N đã tử vong do chấn thương quá nặng. Em thấy một người phụ nữ và một chị đi qua đường, đến giữa đường thì em vẹo sang trái để né. Sau lúc đó thì cô liền quay lại, quay lại đường. Thế là em đã tông trực diện cô ạ. À. Em thấy ăn ăn hối lỗi và biết được sai của mình à Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan điều tra xác định lỗi do em hát chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông. Bà nơ qua đường không đúng nơi quy định, không chú ý quan sát nên đã xảy ra tai nạn. Đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng điển hình liên quan đến học sinh. Cảnh tỉnh các bậc phụ huynh phải luôn quan tâm giáo dục con mình, tuyệt đối không giao xe cho người không đủ điều kiện, bởi khi xảy ra tai nạn, hậu quả sẽ khôn lường. Trước thì do em lo mãi làm ăn công việc, em không quan tâm và để ý tới con mình. Và qua sự việc như vậy thì em mong là các phụ huynh khác đưa đón con mình đi cho an toàn và tốt hơn. Không giao xe cho con mình đi trước khi chưa tuổi. Thực hiện chỉ thị số 31 ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Trong thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các đơn vị chức năng và công an cơ sở đến các trường trung học phổ thông trên địa bàn các huyện để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông, phát tờ rơi và tổ chức cho học sinh ký cam kết chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, không điều khiển phương tiện xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 phân khối trở lên khi chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền và yêu cầu phụ huynh học sinh không giao xe mô tô cho con em sử dụng khi chưa đảm bảo các điều kiện và chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật. Hàng năm thì đầu năm học thì nhà trường là cho các em và phụ huynh là cam kết về việc thực hiện luật an toàn giao thông đầu năm hàng năm và hàng tuần trong cái buổi chào cơ hàng tuần ở nhà trường tôi nhắc nhở các em về thực hiện tốt cái luật giao thông. Đặc biệt, lực lượng cảnh sát giao thông còn phối hợp với các trường học rà soát, kiểm tra thực tế tại nhà giữ xe của trường và các điểm giữ xe xung quanh trường, tuyên truyền nhắc nhở đối với các em học sinh điều khiển phương tiện tham gia giao thông chưa đảm bảo quy định và tổ chức cho các em ký cam kết chấp hành đúng quy định của luật giao thông đường bộ, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp học sinh cố tình vi phạm luật giao thông. Kết quả, trong năm 2023 và 8 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện lập biên bản 1.066 trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ. Lực lượng công an tỉnh sẽ chủ động báo cáo đề xuất lãnh đạo công an tỉnh để mà chủ động có kế hoạch triển khai cho các lực lượng giao thông toàn tỉnh phối hợp với các đơn vị lực lượng chức năng trong công an tỉnh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Đặc biệt là à, xác định được các khung giờ mà học sinh sử dụng phương tiện đến trường và sau các buổi tan tan tầm để mà kiên quyết xử lý, không để các em chưa đủ tuổi để điều kiện phương tiện và cùng với đó là à, các hành vi đua xe lạng lách đánh võng gây mất trật tự bên cạnh công tác quản lý của nhà trường và những biện pháp xử lý đồng bộ kiên quyết từ lực lượng chức năng điều quan trọng nhất là mỗi phụ huynh cần nâng cao ý thức trách nhiệm thường xuyên theo dõi nhắc nhở con em chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về giao thông đặc biệt là không giao xe mô tô xe gắn máy khi các em chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi gia đình nhà trường xã hội cùng phối hợp quản lý giáo dục ý thức cho con em khi tham gia giao thông sẽ góp phần ngăn ngừa hạn chế tới mức thấp nhất tai nạn giao thông có thể xảy ra liên quan đến học sinh